nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ quên mơ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường sáng giờ. Mình đã gieo neo nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được người lại mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Em lấy CD ra nha. Em xin giới thiệu đây là dàn mini model là Sony M3. Thì mình vừa nghe một đoạn lý tết qua đĩa CD thì các anh thấy Sony đúng là bass rất là chắc sâu và hợp nhiều thể loại nhạc. Nghe nhạc vàng là khỏi chê, nghe nhạc đen là rất hay. Thì nãy giờ em test rất là nhiều dàn Sony thì các anh thấy đó, nó có một đặc điểm chung là bass bao lực luôn, đánh rất hay đúng không? Mình vừa nghe nhạc qua CD thì chút xíu mình sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại em đã ghim sẵn luôn. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok, em mà đi không đọc. Phía trước này nè, nó có ngõ phone bên tay trái và ngõ audio in bên tay phải. Mình dùng ngõ audio in này, ngõ 3.5 ra 3.5. Mình dùng kết nối với điện thoại, TV, máy tính nha. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại kèm chung với dàn thì liên hệ em. Hình thức dàn thì rất đẹp. Mình có thể để cho phòng khách hoặc là phòng ngủ tầm 20m2 đều ok hết. Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này thì cọc giúp em 300.000. Phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cho em 0931008099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mua nha. Bây giờ mình có chữ audio in chỗ này, mình nhắn vào, mình cùng nghe nhạc qua điện thoại nha. Chỉnh được màu sắc. Một ngày vào thuở xa xưa, trên đất thần kinh, người bỏ công lao xây chiếc cầu. Niềm vui bao lâu ước
giữ thơ câu nói liền bờ, thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ. Ngày ngày cầu đã đưa em qua nhóm chờ, liên hệ với bên em theo số điện thoại trên bài đăng nha.